Hello, năm ngày sinh đại cát, bất kể nam hay nữ sinh trúng ngày này cũng ngập trong phú quý hạnh phúc. Những người sinh vào ngày âm lịch sau đây, họ được coi như là bùa hộ mệnh của cả gia đình, đời đời ngập tràn trong phú quý. Ngày 8 và ngày 15 âm lịch. Theo tử vi, người sinh vào hai ngày âm lịch này từ nhỏ đã được hưởng rất nhiều phú quý. Nếu không sinh ra trong một gia đình giàu sang có địa vị thì ít nhất cũng được sống trong đầy đủ và tiện nghi. Đây là những người trời sinh có khí chất hơn người, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cả cuộc đời chẳng mấy khi phải đối mặt với khó khăn và trắc trở. Không chỉ như vậy, gia đình có người này sẽ luôn gặp may mắn, phúc đức dồi dào. Ngoài ra, nhờ sự lạc quan và luôn nhìn mọi việc bằng con mắt tích cực nên cuộc sống của họ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Những người sinh vào ngày này càng lớn tuổi thì cuộc sống càng viên mãn bất ngờ, không chỉ sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe mà tình duyên cũng như ý cát tường. Ngày 16 và ngày 26 âm lịch. Hai ngày âm lịch này được coi là hai ngày hoàng đạo của tử vi. Phụ nữ sinh vào ngày 16 và ngày 26 âm lịch là những người mạnh mẽ, thông minh và biết nắm cơ hội. Những người này chẳng cần phải dựa vào một ai, một mình có thể tạo nên cả gia tài. Không chỉ như vậy, cuộc đời của họ còn thường xuyên gặp quý nhân phù trợ và những mối nhân duyên tốt lành. Sau khi kết hôn chính là thời khắc cuộc đời của họ đạt được đỉnh cao nhất trong cuộc sống. Cuộc sống gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc, bình yên, nhờ chồng con có phúc khí mà họ còn được tỏa sáng. Đặc biệt, đến tuổi trung niên, không những gia đạo hưng thịnh, sung túc mà đến con cháu nhiều đời vẫn được may mắn và thành công. Ngày 22 âm lịch. Ngày 22 âm lịch được coi là một ngày đặc biệt may mắn. Những người sinh vào ngày này có sẵn hào quang chiếu sáng, đem lại may mắn và hạnh phúc đến cho những người xung quanh. Đây là những người thông minh, nhạy bén, làm gì cũng nhanh hơn người khác một bước. Nếu làm công ăn lương thì sẽ sớm đạt được mục tiêu đã định. Nếu làm kinh doanh thì chẳng bao giờ thất bại. Những người này sau khi kết hôn thì vận mệnh sẽ còn thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì không chỉ gia đình hạnh phúc ấm no mà cuộc sống về sau ngày càng thịnh vượng phát tài, vợ chồng con cái bất kể làm gì cũng đều suôn sẻ và thuận lợi. Nhìn chung, hậu vận của người sinh vào ngày này vô cùng sung sướng, giàu sang, hưởng đời này không hết còn truyền lại cho đời con, đời cháu tiếp theo.